bò biển một cái ít ngọt nha, ít ít cái kẹo đi, mà nhiều dừa cũng được. Sao không biết chỗ này hay tí bi nào? bi biết chỗ này không có, lại đi ra thấy đây thì sáu bò biển, sáu bánh nóng này mà một cái ít ngọt, mỗi thứ một cái ít ngọt. Từ từ, bây giờ đây làm còn lâu mà. Nó xong rồi mà.
chưa đâu, nó nóng nữa, mười cái nó nóng. Không, nóng hồi đây này, có sẵn rồi đây này. Ủa vậy đó hả? Đi xem nóng hay chị phải làm cho tao lấy luôn mà. Ờ chị. Em muốn làm cho em coi cái được. Cái đó bao nhiêu cái vậy? Rồi chứ chị làm 5 cái nhé, còn em lấy 5 cái này. Dạ, 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 được, được, đúng rồi, đúng rồi. Cái này mà. Đây cho một cái nhé. Dạ, tạm đó. Cái này để cho bé 500. Bé 500 hả? Ok. Đây nè nha, nhìn nha mọi người. Cái này chắc là mình nóng nè. Mình nóng ở dưới nè. Đẹp quá ha. Wow. Nhìn lại dễ sợ luôn á. Lần đầu tiên thì thấy nè. Bột gì chị? Bột gạo lá dứa là lòng. Bột gạo lá dứa là lòng. Lá dứa kiểu mình xay lá dứa ra xong mình cho gạo luôn. Mình tẩm mình xay lên là mình làm bột. Cái này là mình chà bột nó hơi bị gì khó đấy. Làm bột này nó khó lắm. Không dễ tại vì là bột nó.
quá là yêu cầu rồi. Cái đó không có sữa hả chị? Ồ, đấy chị quên nữa. Đúng rồi. Thấy không? Chị cho em đi theo phụ tá được rồi đó. Trong này nó có nước hay sao mà nó chín cả? Ồ, nước chi em? Hấp á. Hấp nước chín chứ phải có nước chứ. Ok. Xong là ta lên xe ta ăn bò mía trước nhá. Dạ. Bò mía tại vì nó có kẹo, nó có dừa vào là nó hơi dữ, ăn ngay là nó giòn. Còn cái bánh này để lúc nào ăn vậy? Tại vì gạo dẻo lắm. Gạo này mình làm bằng gạo ngon á. Chưa có sữa hả? Chưa có sữa đó, quê đó. Ngon sữa. Quê thì nó khác hết rồi.